Hello mọi người, hôm nay tiệm mèo xem có mèo anh lông ngắn màu blue tabby mọi người ơi. Một bé mèo form to mập rất là xinh xắn và dễ thương mọi người nhá. Ôi, lanh lợi đáng yêu quá. Mọi người thấy rõ không ạ? Ở ngoài bé xinh hơn rất là nhiều nè. Ôi cute thế. Mép dày, má bánh bao, mắt màu vàng đồng. Thuần chủng mèo anh lông ngắn mà chỉ có 2 triệu 9 thôi mọi người nha. Ôi, yêu thế, yêu thế. Bé lanh lợi hoạt bát nhưng mà cũng rất là quấn chủ mọi người ạ. Ôi, ôm mọi người ôm hôn bé thoải mái nha. Đam mê với cần câu, thích chơi đồ chơi này lắm. Nhưng mà mọi người bé, mọi người gọi lại là bé cũng lại liền nè. Dễ thương. Đây, đây, đây em ơi. Mọi người thấy cưng không ạ? Chỉ có 2 triệu 9 thôi mọi người nha. Xe nào mà đón bé thì liên hệ tiệm chúng mình ngay nào. Bye bye. Hẹn gặp lại các bạn những lần sau nha.